Khoan, cái gì kìa? Gì là gì? Có ai đó, thái độ. Mình không có Gì? Đừng có quan tưởng qua đi. Mình là trùm nhìn thái độ. 9x2 24 176. Liêu qua phải, phóng tỏ. Ngay đây. Đồ sau. Cô ta đang giấu cái gì đó. Chưa xác định. Cô đang làm gì vậy? Đang soi thái độ của chúng ta. Không, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Mình thấy cổ cũng bình thường mà. Xếp trong hình và so sánh. Thấy chưa? Ra đi trước, ra đi sau. Ra đi trước, ra đi sau. Quá khó như bằng ngày. Nhưng nó có nghĩa là gì? Cổ biết ta đang che giấu một bí mật. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Mình không biết. Không nên chịu nổi chuyện này đó. Nửa trà rồi kìa. Cô Robert sẽ không thể nhận tất cả chúng ta. Tụi mình sẽ học trường cấp 3 khác cậu á. À ha. Không. Vậy hả? Đâu có sao. Làm sao mà không sao được? Cô đang nói thiệt hay là giỡn vậy? Họ biết chuyện này bao lâu rồi? Họ làm gì chứ không có đi nhờ đi. Đi cho sofa. Tụi mình vẫn sẽ chơi với nhau. Dạ, vẫn còn mấy ngày cuối tuần nữa. Ba đứa mình vẫn còn được chơi chung đội với nhau thêm lần này. Mãi bên nhau bạn thân nha. Ừ, đồng ý. Mình nóng lòng được cho sân băng quá. Chừng nào nó có lịch trình ha. Thiệt buồn quá đi. Không, khoan, buồn bã. Không, 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 không